Xin chào các bạn, nói đến sa mạc, người ta sẽ nghĩ ngay đến sa mạc Sahara nằm ở phía bắc của châu Phi. Đây là sa mạc nóng nhất thế giới, sa mạc rộng nhất thế giới, với diện tích 9,4 triệu km2, bao phủ gần như toàn bộ diện tích của Bắc Phi, tương đương với Trung Quốc hoặc là nước Mỹ. Và diện tích của sa mạc Sahara chiếm đến 8% diện tích đất liền của trái đất. Rất ấn tượng phải không nào? Nếu Sahara là một quốc gia, nó sẽ là quốc gia lớn thứ 5 trên thế giới. Về vị trí địa lý thì sa mạc Sahara tiếp giáp với Đại Tây Dương ở phía Tây, tiếp giáp với biển Địa Trung Hải phía Bắc, với biển Đỏ phía Đông và các thung lũng của sông Niger phía Nam. Một mảnh đất rộng lớn như vậy, nhưng ngoại trừ vùng thung lũng sông Nin là có thể trồng được nhiều rau và một số ít nơi khác như vùng cao nguyên phía Bắc gần Địa Trung Hải là có thể trồng cây ô liu, còn phần lớn thì vùng Sahara không thể canh tác được. Tại đây thì thứ tìm được gần như là duy nhất chính là cát. Để mà dễ hình dung thì khu vực biên giới giữa các quốc gia thường là giới mốc tự nhiên của sông, suối, núi, đồi và thường ít khi là một đường thẳng. Nhưng mà biên giới của các quốc gia trong địa phận Sahara phần lớn được vẽ thẳng tắp, lý do đơn giản là bởi chẳng có gì là điểm mốc cả. Một số quốc gia nổi tiếng giáp với Sahara mà chúng ta có thể dễ dàng được nghe thấy ví dụ như là Algeria, Chad, Ai Cập, Libya, Mali, Maroc, Sudan, Tunisia hoặc là Tây Sahara. Nhìn từ bản đồ vệ tinh thì sa mạc Sahara là nơi ít cây xanh nhất trên trái đất. Phần lớn sa mạc Sahara bị che phủ bởi một lớp cát màu nâu đậm. Ở một số khu vực thì không thể nhìn thấy thực vật. Nhiều người còn so sánh nó cằn cỗi hơn cả sao hỏa nữa. Cái sự khan hiếm mưa và thảm thực vật đã biến nơi này trở thành bãi bụi lớn nhất hành tinh với những đụn cát cao đến 180 mét. Người ta ước tính rằng những cơn bão bụi ở Sahara khi vượt qua Địa Trung Hải có thể gây ra mưa bùn ở châu Âu. Và mỗi năm có khoảng 400 đến 700 tấn bụi đã di chuyển từ Sahara sang tận châu Mỹ xa xôi và những khu vực khác nữa. Thế thì qua các năm, diện tích của sa mạc Sahara đã thay đổi như thế nào? Những năm gần đây do lượng mưa ít lại thêm việc chăn thả và khai khẩn nên là sa mạc Sahara đã không ngừng mở rộng diện tích về phía nam, có nghĩa là càng nhiều cát hơn. Người ta ước tính rằng khoảng một nửa thế kỷ trở lại đây thì diện tích của sa mạc Sahara đã trở nên lớn hơn gấp 2 lần của diện tích Việt Nam chúng ta cơ. Nhìn bên trên thì cằn cỗi hoang sơ, nhưng bên dưới thì Sahara vẫn có những báu vật mà người ta cần. Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai thì con người đã phát hiện ra các mỏ khoáng chất trong lòng của sa mạc Sahara. Một trong số đó là mỏ dầu và khí đốt lớn nằm ở Algeria, ở Libya. Đây là những đất nước đã tranh thủ được nguồn tài nguyên thiên nhiên này để tạo đà phát triển cho mình. Khí hậu của sa mạc Sahara cũng đã thay đổi đáng kể theo lịch sử của trái đất. Nơi đây từng là thiên đường với các loài sinh vật. Điều này sẽ được đề cập ở phần sau của video. Giờ thì chúng ta hãy đến với một số sự thật thú vị của sa mạc Sahara. Nói đến sa mạc thì điều đầu tiên mà bạn sẽ nghĩ đến đó là sức nóng của nó rồi. Sa mạc Sahara nóng đến mức nào? Nó là sa mạc nóng nhất thế giới và là một trong những vùng khí hậu khắc nghiệt nhất trên hành tinh này. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 30 độ C, trong khi nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận là 58 độ C. Khu vực này nhận được một lượng mưa cực kỳ ít và trên thực tế, một nửa sa mạc Sahara nhận lượng mưa ít hơn 25mm mỗi năm. Ở một số khu vực thậm chí là không có mưa trong vòng vài năm. Mặc dù nhiều người nghĩ rằng Sahara có khí hậu nóng liên tục, nhiệt độ giảm đột ngột vào ban đêm đôi khi sẽ khiến bạn phải bất ngờ, có thể đạt mức thấp nhất lên đến âm 6 độ C. Vậy ở sa mạc có nước hay không? Thực tế trên sa mạc Sahara chỉ có hai con sông Vĩnh Viễn và một số ít hồ. Thế nào là sông Vĩnh Viễn? Sông Vĩnh Viễn nghĩa là các con sông chảy từ năm này qua năm khác, còn những con sông không vĩnh viễn có thể biến mất qua một thời gian rất ngắn do sự khắc nghiệt của khí hậu. Hai con sông vĩnh viễn đó là sông Nin đã rất nổi tiếng rồi và sông Niger. Sông Nin thì gắn liền với hình ảnh của đất nước Ai Cập. Dòng sông này chảy qua đất nước Ai Cập rồi đổ ra biển Địa Trung Hải. Nền văn hóa sông Nin, câu chuyện về những kim tự tháp, các pharaoh và sông Nin cũng gắn liền với khu vực canh tác màu mỡ nhất trên sa mạc Sahara. Ở sa mạc Sahara thì sông suối nước lên tùy theo từng mùa. Nước thực sự chảy dưới lòng đất chứ không phải nước chảy bên trên. Bởi vì thực tế thì Sahara có nguồn cung cấp nước ngầm lớn nhất trên toàn thế giới. Do đó tại thời điểm bất kỳ, người ta ước tính vẫn có những ốc đảo được tìm thấy trong lòng sa mạc Sahara nếu khoan chúng vào mảnh nước ngầm. Hiện nay thì sa mạc Sahara có khoảng 20 hồ nước trở lên, nhưng chỉ có một hồ nước uống được là hồ nước ngọt, đó là hồ Chad. Còn lại các hồ nước khác đều là các hồ nước mặn và gần như không thể sử dụng được. Câu chuyện tiếp theo là về cát rồi. Bên cạnh sức nóng thì cát là một điều hiển nhiên của sa mạc. Nhưng mà không phải chỗ nào của sa mạc Sahara cũng là cát đâu. Người ta ước tính rằng sa mạc Sahara chỉ có thực sự là 25-35% là cát. Những cái phần còn lại được so là sỏi. Ngoài ra còn có các bãi muối, các cao nguyên đá, núi, sông và các ốc đảo.
một trong những cồn cát nổi tiếng nhất trên sa mạc Sahara nằm ở trung tâm Algeria. Cồn cát này với độ cao lên đến 450m là một trong những cồn cát cao nhất trên thế giới. Một cồn cát khác cũng được sử dụng nhiều trong mục đích du lịch nằm ở Maroc với độ cao 300m, đó là cồn cát Chigaga. Ở đây thường có những tour du lịch đi bộ hoặc sử dụng lạc đà, là một điểm du lịch hấp dẫn của Maroc. Thậm chí trên sa mạc Sahara còn có cả một ngọn núi lửa, đó là núi lửa Emikousi. Đây cũng là điểm cao nhất của sa mạc Sahara với độ cao là 3.415m. Sau đây là một số lầm tưởng về sa mạc Sahara. Nhiều người nghĩ rằng sa mạc Sahara không có người sinh sống, nhưng thực tế dân số của khu vực Sahara lên đến khoảng 2 cho đến 2,5 triệu người. Những người sống ở đây chủ yếu là dân du mục, họ di chuyển từ nơi này sang nơi khác tùy theo từng mùa. Một nhóm nhỏ khác, một số lượng ít hơn thì sống ở các khu vực gần với các nguồn nước. Khi mà bạn nhìn vào con số 2 cho đến 2,5 triệu người thì không nhiều, nhưng mà cần phải biết đến sự khắc nghiệt của cảnh quan, của thời tiết, của khí hậu thì đó là một con số tuyệt vời. Về động thực vật thì ước tính có khoảng hơn 500 loài thực vật sống ở sa mạc Sahara và trong đó có khoảng 70 loài động vật. Động vật nổi tiếng nhất trên sa mạc Sahara đương nhiên là lạc đà rồi. Câu chuyện về những chú lạc đà sẽ xuất hiện ở phần cuối của video này. Bạn nghĩ rằng sa mạc thì không bao giờ có tuyết, nhưng sự thật là đã có tuyết rơi ở sa mạc Sahara. Một trong những lần đầu tiên mà người ta ghi nhận đó là năm 1979, tuyết đã rơi ở khu vực Algeria. Tiếp đó lần thứ hai là vào năm 2016, một lần nữa là năm 2018 và lần gần đây nhất chính là năm 2021, năm nay. Tuyết rơi trên sa mạc Sahara khiến nhiều người không thể nhận ra nổi đây là sa mạc bởi vì tuyết phủ trắng ở trên cát. Khung cảnh trông rất đẹp và hùng vĩ. Một số nhà khoa học cũng tin rằng có thể đôi khi tuyết rơi ở các dãy núi cao hơn của sa mạc, những khu vực mà con người rất ít khi được tiếp cận. Nhân nói về câu chuyện tuyết rơi thì không chỉ ở Sahara đâu. Một số quốc gia ở Trung Đông như là Ả Rập Xê Út với khí hậu rất là nóng nhưng cũng xuất hiện hiện tượng tuyết rơi trong những năm qua. Cụ thể thì đó là khu vực có tên là Tabuk ở phía tây bắc của Ả Rập Xê Út. Nhiệt độ giảm xuống dưới âm 2 độ C và đó là lần đầu tiên trong vòng 50 năm Ả Rập Xê Út có nhiệt độ dưới 0 độ C và có tuyết rơi. Lầm tưởng tiếp theo, nhiều người nghĩ rằng Sahara đã là sa mạc từ thời khởi nguyên cho đến giờ, nhưng sự thật không phải là như vậy. Cứ khoảng 41.000 năm một lần, sa mạc Sahara lại trải qua một quá trình chuyển đổi. Khi mà trái đất quay trên trục của chính mình quanh mặt trời thì có một sự dao động nhẹ. Sự dao động này đã làm thay đổi vị trí gió mùa ở khu vực Bắc Phi. Mà Sahara thì lại nằm ở khu vực Bắc Phi và khí hậu của nó cũng thay đổi theo. Người ta ước tính rằng sa mạc Sahara sẽ trở lại là một đồng cỏ xanh tươi trong khoảng 15.000 năm nữa. Và phần cuối cùng, như đã nói, đó là câu chuyện về những chú lạc đà, loài vật của sa mạc. Lạc đà gần như là loài động vật người ta mặc định để nói đến việc di chuyển trên sa mạc. Khi mà lạc đà cần phải nạp nước trước mỗi chuyến đi dài, một con trưởng thành có thể uống đến 113 lít nước chỉ trong vòng hơn 10 phút. Ngoài ra thì lạc đà cũng sở hữu một cơ thể có thể bù nước nhanh hơn bất kỳ một loài động vật có vú nào khác trên hành tinh này. Trong số các loài động vật chịu vất vả giỏi nhất thì cũng là lạc đà. Một con lạc đà có thể thồ được 2 tạ hàng, đi được 40 km một ngày và có thể đi liên tục 3 ngày trong sa mạc. Bởi vậy nên lạc đà còn có một biệt danh đó là chiếc thuyền của sa mạc. Và đi trên sa mạc thường xuyên gặp phải tình huống đáng sợ như là bão cát bốn bề, cát vàng bay mù mịt, trời đất thì quay cuồng. Lúc này thì những con lạc đà sẽ bình thản nằm xuống, nhắm mắt, cái lớp lông mi dày và dài của chúng giống như một lớp rèm chặn đứng gió và cát lại để bảo vệ đôi mắt. Đợi khi gió qua đi, chúng mới đứng dậy, rũ hết cát ở trên mình và đi một cách thản nhiên như bình thường. Vào mùa hè, mặt trời gay gắt như đỏ lửa, nhiệt độ sa mạc như đã nói có thể lên đến trên 50 độ C. Đi trên sa mạc thì giống như đi trên lò lửa, vậy mà lạc đà thì lại không hề hấn gì. Tại sao lại như vậy? Bởi vì những móng chân của chúng rất là to lớn, giúp chúng có thể đi vững chãi, không bị lún sướng. Hơn nữa thì dưới bàn chân của chúng còn có một lớp đệm sừng dày, giống như một chiếc ủng đặc biệt, không hề sợ nóng một chút nào. Và bản lĩnh lớn nhất của lạc đà chính là việc có thể nhịn uống nước trong vòng 10 ngày, thậm chí là nửa tháng. Đó là toàn bộ những gì có trong câu chuyện ngày hôm nay về sa mạc Sahara, sa mạc lớn nhất thế giới, nóng nhất thế giới và là hoang mạc lớn thứ 3 trên hành tinh này sau Nam Cực và Bắc Cực. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Hy vọng sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn trong một lĩnh vực hoàn toàn mới. Nếu các bạn cảm thấy thú vị, hãy ủng hộ ekip bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và theo dõi. Giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.